công văn hỏa tốc số 156 BCTT TKCN ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành lệnh vận hành điều tiết các hồ chứa nước đắc rin nước trong để đưa dần mực nước hồ về giá trị mực nước cao nhất trước lũ. Theo thông tin của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, số 0106 XTND QNGA ngày 12 tháng 10 năm 2022, tin về vùng áp thấp trên Biển Đông và cảnh báo mưa lớn, cảnh báo khả năng từ đêm ngày 13 đến ngày 15 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa to đến rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 440 mm một đợt, có nơi trên 500 mm một đợt. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 5228 STNMT TNN ngày 12 tháng 10 năm 2022 về việc ban hành lệnh vận hành điều tiết các hồ chứa nước đắk Rin, nước trong để đưa dần mực nước hồ về giá trị mực nước cao nhất trước lũ. Theo đó, thông tin thủy văn các hồ chứa nước ngày 12 tháng 10 năm 2022 cụ thể như sau. Hồ chứa nước nước trong, mực nước hồ lúc 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 năm 2022 đạt cao trình dương 125,61 m. Mực nước dân bình thường 129,5 m, lưu lượng về hồ trung bình 293,06 m khối một giây, tổng lưu lượng xả về hạ du 297,94 m khối một giây. Hồ chứa nước Đắc riêng, mực nước hồ lúc 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 năm 2022 đạt cao trình dương 407,55 m, mực nước dân bình thường 410 m, lưu lượng về hồ trung bình 146,9 m khối một giây tổng lưu lượng xả về hạ du 146,88 m3 một giây. Mực nước sông Trà Khúc tại trạm thủy văn Trà Khúc lúc 11 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2022 đạt cao trình dương 4m trên mức báo động 105 m Do đó, theo quy định tại điểm c khoảng 1 điều 9 và điều 13 quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc ban hành kèm theo quyết định số 911 QĐTTG ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, sau đây gọi tắt là quy trình 911. Trưởng ban ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi quyết định vận hành các hồ chứa nước nước trong Đắk Rin để đưa dần mực nước hồ về giá trị mực nước cao nhất trước lũ với các nội dung sau. 1. Công ty cổ phần thủy điện đắc Rin, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, tổ chức vận hành điều tiết tăng lưu lượng xả nhằm hạ dần mực nước hồ Đắc Rinh, nước trong, về mực nước cao nhất trước lũ. Cụ thể, đối với hồ Thủy Điện Đắc Rinh, mức lưu lượng xả về hạ du bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm 200-300 đến m khối một giây, đến khi đưa mực nước hồ về giá trị mực nước cao nhất trước lũ, dương 405 m. Đối với hồ thủy điện nước trong, mức lưu lượng xả về hạ du bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm 300 đến 500 mét khối một giây, đến khi đưa mực nước hồ về giá trị mực nước cao nhất trước lũ, dương 120 mét. 2. Thời điểm bắt đầu vận hành 12 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2022, đến khi đưa mực nước hồ Đắc Rinh, nước trong, về mực nước cao nhất trước lũ. Lưu ý trong quá trình vận hành, việc vận hành phải đảm bảo không gây dòng chảy đột biến, bất thường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở Hải Du Hồ Chứa. Yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, công ty cổ phần thủy điện Đắc Rinh thường xuyên phối hợp quan trắc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tình hình mực nước tại cầu sông Rinh và mức báo động lũ trên sông Trà Khúc, vận hành điều tiết đúng quy trình được duyệt, cần lập kế hoạch vận hành xả lũ cụ thể, thời điểm lưu lượng xả và phối hợp trao đổi thông tin trong quá trình vận hành để điều chỉnh chế độ vận hành cho phù hợp, đảm bảo tham gia vận hành giảm lũ hiệu quả cho hạ du và an toàn cho công trình. Thông báo đầy đủ đến chính quyền và nhân dân các địa phương vùng hạ du liên quan để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian vận hành hạ mực nước các hồ để đón lũ. Thường xuyên báo cáo cho trưởng ban, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, công ty cổ phần thủy điện Đắc Rinh, nghiêm túc triển khai thực hiện. Ký thay trưởng ban, phó trưởng ban thường trực, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền đã ký.